Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Sò tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Dự đại hội có đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mường Sò, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn trong huyện, cùng 84 đại biểu về dự đại hội. Xã Mường Sò hiện có 1.686 hộ, bằng 6.550 nhân khẩu, sinh hoạt tại 11 thôn bản với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Các chương trình mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm. Các dự án phát triển về y tế cơ sở, các trường học được công nhận đạt chuẩn và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, sự nghiệp văn hóa giáo dục có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Đã vận động nhân dân đóng góp được 1.130 ngày công lao động, hiến 472 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn xã có 92% hộ gia đình, 100% thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các cuộc vận động, các phong trào được triển khai sâu rộng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Giàng A Vư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đồng Văn Khương, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mường Sò, đã biểu dương những kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Sò đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 33 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Sò khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Teo Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Sò khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029.